Xin chào. Răng mình hiện tại đang bị dính son nhưng mà các bạn cứ xem như không có chuyện gì xảy ra nha. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu một bộ son của Colourpop tên là It's Complicated. Bộ son này thì gồm có 5 cây son thuộc dòng Ultra Satin Finish và mỗi cây son thì nó to khoảng bằng một ngón áp út với 0.64g sản phẩm. Bây giờ thì mình sẽ thử màu từng cây son một và nói cho các bạn nghe cảm nghĩ của mình về những cây son này nhé. Đây là Paracuda, một màu nâu pha hồng và có vẻ như là màu ổn định nhất. Lý do mà mình nói nó ổn định nhất là tại vì mình cảm thấy chất son và độ mượt mà khi lên màu của mỗi cây son nó có khác nhau một chút. Màu này hơi đậm cho nên đánh lồng môi rất là xinh. Mặc dù tên của dòng này là Ultra Satin, nhưng mà trên website thì Colourpop định nghĩa nó là son lì, lâu trôi và có dưỡng ẩm. Nhìn chung thì chất son của dòng này khá là mỏng. Nó có độ bóng rất là nhẹ, không làm khô hay là lộ rãnh môi. Nó có làm lộ một ít vân môi tự nhiên. Sau khi thoa lên môi chừng 15-20 phút thì son sẽ bắt đầu khô lại và ở trên môi rất thoải mái. Mặc dù vậy nó sẽ không bao giờ khô hẳn hoàn toàn mà sẽ hơi dây ra tay một chút. Tiếp theo thì chúng ta có Duffy, một màu nâu pha hồng tím. Khi lên môi thì thấy màu tím khá rõ ràng. Mình cảm thấy đối với màu này thì cần phải trang điểm kỹ, nếu không môi sẽ bị nhợt nhạt. Có lẽ do cái chất của nó khá là lỏng cho nên khi đánh lên môi thì khá dễ bị dính răng, đơn cử như cái màu Duffy này. Khi mà ngồi lại edit, mình mới phát hiện ra là suốt một đoạn thời gian dài mình đã cười với bộ răng cực kỳ nham nhở, cho nên bây giờ mình chỉ dám edit những đoạn mỉm cười Mona Lisa thôi. Ồ mà mình quên nói, các bạn hoàn toàn có thể mua riêng những cây son này với kích cỡ full size nha. Lion King là màu nổi nhất và cũng là màu mình thích nhất trong số 5 cây son này. Nó có màu đỏ hồng đậm, một chút nâu và một chút tím nữa. Đánh lồng môi thì rất đẹp, còn đánh full môi thì tuyệt vời. Theo mình thấy thì màu này và màu Paracuda là màu đầu tiên ấy, đánh lồng môi nhìn đẹp nhất. Còn 3 màu còn lại thì nó nhạt quá cho nên đánh lồng môi nhìn chẳng ra gì. Mình nghĩ cây này dùng tiện nè, chỉ cần đem một cây ra đường thôi. Ban ngày đi học đánh lồng môi, ban đêm đi quẩy đánh full môi. Mình đã thoa cây này lên và đi ăn trưa. Bây giờ thì mình vừa mới ăn trưa xong và đang lau miệng. Ngày hôm nay mình không ăn gì dầu mỡ mấy cho nên son chỉ bị hơi trôi đi ở phía lòng môi thôi. Những ngày mà mình ăn đồ dầu mỡ nhiều thì nó trôi đi gần hết. Mình đã thử để nguyên cái lớp son cũ đó và chồng lớp son mới lên thì mình cảm thấy là lớp son mới và cũ này hòa quyện vào nhau rất là tốt, không có hiện tượng bị bong tróc hay sần sùi, nói chung là duyệt. Đây là Eco Park, một tông màu nude nâu sáng. Đối với màu này thì cũng cần phải đánh mắt hoặc là trang điểm kỹ càng một chút chứ không thôi là nhìn như ma chết trôi. Màu này cũng kiểu hơi giống màu môi mình ấy, cho nên nhiều khi đánh lên xong một thời gian thì cũng không biết là môi son còn hay không. Đây là màu môi của mình hay là màu son nữa, nói chung là hoang mang xì tai lắm. Và cuối cùng là Snookum, một tông màu hồng nút sáng. Đây là màu mà mình ít thích nhất vì màu bị loang lỗ không đều, nó lộ rãnh môi rõ hơn những màu khác. Nếu mà muốn nó đều thì phải đánh đi đánh lại, mà nếu đánh đi đánh lại thì nó lại bị dày. Như các bạn đã thấy trong video rồi đó, mình ngồi mình mài khí thế, mình đồ từ lớp này qua lớp nọ thì cuối cùng nó mới được đều màu. Nói chung Paracuda là cái màu chất đẹp nhất. 3 màu còn lại thì chất vẫn rất đẹp, nhưng mà riêng cái màu này thì nó giống như là không cùng đẳng cấp với 4 màu kia rồi. Đáng lẽ mình định cho cái dòng son này 9 điểm rồi, nhưng mà vì cái màu này nên nó chỉ còn có 8 điểm thôi. Snookum, màu đã khó đánh rồi, tên còn khó đọc nữa, không biết có nhiều người mua không. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Nói vậy chứ mình cũng cực kỳ thích cái dòng son này. Có lẽ là mình sẽ mua thêm nhiều màu nữa, nhưng mà trừ những cái màu sáng ra. Mình hoàn toàn khuyên dùng dòng son này nếu như mà bạn thích cảm giác tự nhiên ở trên môi. Cái son này thì cũng lên màu khá là chuẩn nữa, nhưng mà phải cẩn thận một chút tại vì nó hơi bị dây ra đồ vật ấy. Và đây chính là ví dụ sống. Trời ơi, không thể ngờ được, nghĩ sao mà squash son xong rồi đem chùi lên mặt hả bà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm chịu đựng và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Mua!